Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay sang vườn anh Sĩ Báo Công Nguyễn. Quốc Anh đang đàm phán ba cây này mà tổng giá trị của nó bây giờ đã lên đến 13 tỷ ba cây. Cây này là 6 tỷ này. Đấy, đang gọi nó là cây Nam Tạo Bắc Đầu. Này, hoàn thiện đến 95% rồi. Bộ rằm thì quá là kỹ. Quý vị thấy không? Cắt giật khủng khiếp. Không biết là bao nhiêu điểm giật này, điểm chuyển này. Đấy, từ những cái đường chạy của cái tay đỡ cổ nó rất là nghệ thuật. Lần trước thì tôi có chia sẻ là anh Sĩ có một cái phương pháp làm râm cực đỉnh. Đấy, quý vị có thể thấy là rất mạch lạc. Rất mạch lạc, rất rõ ràng. Này, đường thân này, chạy. Chạy quá là đẳng cấp. Cây cao khoảng độ 90. Rất là già, kinh khủng khiếp. Chất liệu da của cái cây này nó hơi khác, dòng da voi, màu hơi xịt. Nào bây giờ anh đọc giá đi, chốt bao tỷ, 3 cây. Cây 10 tỷ. Cây nào cũng 10 tỷ. Chọn thoải mái. Ôi dồi ôi. Không phải là 12 tỷ đâu mà mỗi cây 10 tỷ đấy. Có lẽ em cảm thấy đặt cái chậu này đang vẫn thấy rất khiếp. Đẹp thì rất là đẹp. Giá còn chưa đẹp. Giá thì không biết là có đẹp hay không thì cả nhà cho ý kiến. Đây là anh Sĩ anh nói nha, tôi không nói đâu. Đây là chủ nhà, người ta có quyền đọc bao nhiêu đọc đúng không? Còn mua bán hay không đấy là câu chuyện khác. Giả kinh khủng khiếp nha. Yeah. Cây sạch sẽ thật, từ dưới lên trên. Đố nhìn thấy một cái rễ tơ nào luôn. Chủ ở nhà ăn vút ve cây. Không nhìn thấy một cái rễ tơ nào thật, hiểu không? Không có đố không nhìn thấy đấy. Không có một cái rễ tơ, rễ tóc. Kể cả là rễ dưới, đố nhìn thấy cái đoạn rễ nào cứng nào. À không, đúng thật. Làm kỹ như vậy nên là thôi. Đòi nhiều tiền đúng. Cứ đòi nhiều tiền là đúng thật đấy. Không đến nỗi. Nó ngoài bánh thì cắt ra từng miếng ăn là thì tốt. Đặc biệt là làm hệ thống làm răm chi của anh Sĩ thì đẳng cấp. Nhiều đó nghệ nhiều nhân nổi tiếng không ăn được đâu này này. Em mua mấy cây gấp 10. Và là nhiều thợ làm cây nổi tiếng không ăn được. Chạy quá đẹp luôn. Cực kỳ mềm mại. Em mua hộ anh ấy em được lãi nghìn nào. Tỏ ý là nói đấy chứ phải không đâu. À mà anh biết đôi này còn gì nè. Biết đôi này mềm mại, em mua 70 triệu đôi đấy coi. Đấy nữa đây nè. Cái này cũng 10 tỏi 10 tỷ một cây. Cái này thì khoảng gần 1 mét. Chưa cắt lá.
sạch tinh 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 luôn. Đấy, không nhìn thì nhìn thấy một cái rễ tơ, thỉnh thoảng có vài cái mầm rất nhỏ trong thân, còn chỗ nào cũng sạch sẽ, sạch bóng luôn, già kinh khủng, nhũn nhũn. Wow, khiếp khủng. Cây này cũng hoàn thiện khoảng độ 90%. Con đấy mới là cái con hô anh được bấy nhiêu. Thật, em thích là em không làm được cây gì bác. Em sắp về em cái đem ăn. Quá đẹp. À, anh Sĩ và Công Nguyễn ở phố nối Hưng Yên. Hôm nay có anh đến hỏi giá và được chủ cây đọc 10 tỷ một tác phẩm. Ai có cây thì có quyền đọc, giống như là có con thì đặt tên nhé. Còn mua bán như nào thì cả một cái câu chuyện cần phải đàm phán, thuận mua vừa bán với cả cái quan điểm phụ thuộc vào mỗi người chơi cảm nhận đồ, mỗi người một khác nhau. Đấy, chia sẻ cả nhà 3 tác phẩm của anh Sĩ Bao Công. Hôm nay chính thức là đọc giá này. Mọi lần đến thì không đọc, hôm nay đọc rồi. Chạy quá đẹp luôn. Anh em mà cần học cái kỹ thuật thì cũng nên đến đây này. Đây là cái lời khuyên thật lòng, lên đến đây để nghiên cứu. Chị làm cây rất đẹp. Đấy, vườn anh Sĩ thì còn mới về một số cây nữa. Đặc biệt là cái cây mới giao lưu tại Cổ Loa Đông Anh, cây trực. Cây này là 1.2 này, cái phôi này. Hoàng Lê Thiệp rất ít khi nói đến tiền, nhưng mà vì những cây này công khai hết giá trên mạng rồi, nên là chỉ nói theo thôi. Cây trực hiện trạng cao khoảng là gần 80 phân, làm xong 90. Cây rất đẹp, đường vài rất đẹp. Quá là giả, cây giả kinh khủng khiếp. Cây trực rất là hiên ngang. Rồi, đấy, toàn cảnh không gian vườn anh Sĩ Bao Công. Hôm nay biết giá này, chứng tỏ vườn này rất nhiều tiền. Bình thường thì cứ quay lướt lướt, hôm nay mới thấy khủng khiếp. Có những cái tác phẩm mà anh ấy đã giữ từ rất lâu, bao nhiêu năm hỏi giá không bán, để chinh phục thành tác phẩm. Ngày hôm nay thì anh ấy có quyền đọc giá. Là để khởi động cho cái công việc mới đi. Nó cũ thật đấy, nhưng mà nó mới là bởi vì là em dừng hết cuộc chơi theo ý kiến của bác đấy. Được rồi, rồi thế nào? Không làm cái đấy nữa. Thì cho vợ chồng là người mẹ con nghĩ đoạn gì? Tôi nghĩ là phải rồi đấy. Tôi nghĩ là phải rồi. Thế nên... bây giờ xét sinh mãi cũng viết bao tiền ra đủ. Trang điểm cho anh cái chia sẻ thì mình phải suy nghĩ nhận thôi. Trong ba cái này cho vào mỗi thằng thích không, nếu mà khẳng định là thích con này với con kia, nhưng con kia thì nó ngoài tầm với, con này nó ở cái tầm vừa vừa với cả đấy. Đúng là khởi động cho những công việc mà mình muốn được lựa chọn cho cái đồ chơi thì ông anh phải ưu tiên mới được. Chẳng ưu tiên mà chỉ như thế nào bây giờ thì ừ, cái là xong có cái gì mà phải nói nhiều. Anh co kéo có thể được thêm một vài trăm đấy, nhưng em nghĩ nó không là cái gì cả. Thì cái mất cái lọc của anh đi, anh cứ mở cửa ra cho em một tí, xong lại nhặt của thiên hạ về.
vẫn của anh mà. Tôi vào đâu? À. Tôi giờ đi. Nhá. Mày lấy được thì lấy, không lấy thì đi xuống phòng trưởng luôn đi nha. Mày. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Này gần như là ép vào chuồng à? Chuồng. Không. Ôi sao lại ăn mặc cái này? Thôi, thế là ngon rồi. Cái này là được rồi. Quá được rồi. Em cảm ơn anh chị. Nhận lại cho một tác phẩm rất quý ở vườn nhà mình. Ok. Hy vọng là vợ chồng em sẽ được chăm sóc nó và nâng niu nó để mai này sản phẩm này được nhiều view. Okay, nào phát biểu lịch sử cái cây này một cái là anh em như nào? Là tất cả anh em trong đàn cây là ngày xưa là tôi mua cây này là của chú anh cột là năm 2015, tức là tháng 2016 là tôi mua 185 triệu của chú anh. Nó để lại. Bây giờ là nhường lại chú anh là quen sở hữu này, cây của chủ lại về chủ, như tôi lại được cầm tiền đô. Cảm ơn anh chị nhé. Ok nhá. Yeah. Okay. Con số không hề nhỏ. Chào, chúc mừng các anh các chị anh em nhá. Chúc mừng bạn tôi lại được sở hữu một tác phẩm cực kỳ quý. Bỏ này ra. Không chịu rồi. Bán là phải gửi giả cái đấy nhá. Giả cả cái que đấy, bây giờ từ cái que đấy bây giờ giả lại chủ cái que đấy cũng phải tiền trăm rồi. Cái nó về cái sân đi. Nhưng mà cả buổi sáng đàm phán là... nếu mà quý vị mà nghe cái câu chuyện đàm phán thì quá kinh khủng luôn. Đẹp thì chỉ có 12 thôi. Đấy là mấy tiếng đồng hồ. Mới đàm phán được xong cái cây này mà ngày hôm nay là không có một tí rượu nào nhá. Không phải là rượu mà bắt tay. Đây là không có tí rượu nào mà bắt tay. Đẹp nhất là về vườn chú anh rồi. Không ạ, cây đẹp nhất này. Vụ nổ này là không đơn giản nhá. Số tiền rất là nhiều nhưng mà không công khai. Tại vì trên kênh YouTube Nghệ Thuật Bonsai thì không muốn công khai về tiền bạc. Nhưng mà khẳng định với quý vị là đây là một trong những cây rất rất là nhiều tiền. Cái phong thái là nó hay hơn. Nếu mà chắc là cùng thì anh chị thích con nào nữa mà đồ chơi này. Nếu mà trong ba con này. Ở bên này thì cây nó hơi bị rêu. Về vườn quốc anh sẽ xử lý thì nó sẽ lại khô ra. Cái chất già ở cây này nó cũng rất đặc biệt. Từ trước đấy, chú thấy anh nuôi cây có giỏi không? Rễ của chú ngày xưa như nào, anh nuôi cây chỉ có già hơn, không có ống nha. Nhưng mà về nước thì em phải nhà rất quý. Về nước nhà chú là sẽ vàng hơn. Nước nhà em này. Đây nhà anh này, mới đánh xong đi. Lại đánh xong. Đánh xong, vừa hai ba cái đánh xong, cái này thì đánh đấy. Mẹ em đấy, hôm nay, đây, cái này đánh không phải đánh đâu. Đừng đánh kẹ nào. Em không cần đánh, em tự nó bong ra hết. Nhưng về nước ở chú chắc là nó không có rêu rồi. Đấy, đường cổ ngọn chạy đẹp, phóng lanh về cái đường nét tạo tác của anh sĩ cực kỳ đẳng cấp. Cái cây không có một tí đá nào luôn. Cấu tạo là ba thân, cao khoảng độ 90 phân. Đường nét chạy cực dị. Cái thân này là cực dị. Để từ cấu tạo nó là cái cốt, cái tán tầng nguyên bản của nó. Sau thời gian nó biến hóa trở thành một tác phẩm cực quý. Lại nổ một cái vụ bom tấn đấy. Rất nhiều tiền. Nhưng mà không công khai nhá. Hai cái bể kiểu này anh nhìn thấy đâu con? Có, mai rồi. Okay. Chúc mừng làng cây, chúc mừng anh em. Nhưng mà bây giờ chắc là nó chỉ ra là chúc mừng mọi người. Cây vẫn đang phát triển rất mạnh. Chắc điều này nó không cao. Cây vẫn đang làng cây phát triển rất mạnh. Có cắt đâu, anh cắt cho. Cắt bình thường, anh cứ làm bình thường đi. Có cắt bình thường, anh cắt cho. Có cắt bình thường. Đêm mai cho mang kéo này anh cắt cho chúng ta chú quan. Rảnh rỗi thôi, không có thời gian. Anh cứ cắt xong là hôm nào chuyển về thì hôm nào rước về thì ấy. Rước về thì ra hình hài mới là được. Nha. Ok, tạm biệt anh, chúc mừng nhá. Chủ lại có mảnh đất to. Ê, ngon rồi. Mảnh đất không phải bé tí nào, mảnh đất rất to. Cảm ơn quý vị theo dõi nha. Này, còn mấy cây này nữa này, bắt nốt này. Nhưng mà hơi nhiều tiền đấy. Toàn cây nhiều tiền lắm. Bảo bối của anh sĩ.
Bao Công Nguyễn. Chú đã vàng rồi à? À, cũng chia sẻ với anh, với cả nhà là anh Sĩ cũng là chủ của cái tác phẩm Cương Nhu Sung Mãn đã bị mất trộm đấy nhá. Đấy nhá, chú về chú bán cho anh Cường đấy. Tranh nhá. Trước đây là anh Sĩ bán cho anh Thắng ở Phùng Đan Phượng và sau đó là bị mất. Cũng là một tác phẩm rất là nổi tiếng đấy. Rất là nhiều người biết đến tác phẩm Cương Nhu Sung Mãn. Đấy mà anh còn nói là những cái cây đấy vẫn chỉ là một phần của cây này, những cây này. Thế mới cái khủng khiếp, cây này, những cây này mới là cây quý. Toàn những cây bảo bối, rất nhiều tiền, rất giá trị. Hoàn thiện, rất đẹp. Đường nét tạo tác, đặc biệt là cái bộ râm vô địch thiên hạ. Đấy là với cái cảm nhận của tôi nhá. Đây, quý vị nhìn thế này, mạch lạc như thế này cơ mà nhá. Ở video kia, cái đầu video thì quý vị đã được xem rồi. Và cảm ơn đã theo dõi. Đấy, xin hẹn các bạn, quý vị bạn trong video tiếp theo.